rồi ngày hôm nay thì mình hiện giờ thì mình đang trên đường đi làm. Hôm nay thì mình đang đi quay, hôm nay là ngày thứ ba của ngày quay thứ ba của một cái show mà mình đang quay. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng đưa mọi người đi làm chung với mình ha. Call time ngày hôm nay là 8:30. Call time có nghĩa là giờ tập trung, giờ tập trung, giờ bắt đầu gọi gọi đoàn. Giờ thì mình đang lái xe tới từ nhà mình tới cái địa điểm quay của cái show này là chạy xe khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Hôm nay trời lại còn mưa nữa, thành ra là lái xe cũng hơi căng thẳng một chút xíu. Thì cái show này là một cái show medical, trong bối cảnh chính là trong một cái bệnh viện, hay họ tìm được một cái bệnh viện bỏ hoang ở ở New Nam. New Nam là ở Tây Nam của Atlanta. Thấy mình sẽ cho mọi người coi cái khung cảnh ở bên ngoài, và khi mà mọi người coi lên hình đó, thì không không thể nào mà biết được là đây là một cái bệnh viện bỏ hoang mà trong đó là không có cái gì hoạt động hết. Cái là nhà vệ sinh cũng không có, thang máy cũng không, nói chung không có cái gì hết. Những cái show ví dụ giống như Marvel hay là những cái show mà mọi người coi được phim ở trong rạp ở Việt Nam đó, thì thường nó là những cái phim lớn gọi là major production, là một cái loại hợp đồng khác. Còn có những cái show nó nhỏ hơn, nó là cũng là giống như show nhưng mà kinh phí của nó thấp hơn rất là nhiều. Thì nó chia ra là tier 0 là thấp nhất, rồi sau đó là có tier 1, tier 2, tier 3. Đó thì ngày hôm nay cái show này là it's so tier 0. Vì hy vọng là hôm nay mình sẽ có thể cho mọi người tham gia tham quan một chút xíu vào một ngày làm của mình ha. Đây là cổng vào, có bảng chỉ dẫn cho đoàn để mọi người không bị lạc. Như mọi người thấy là bệnh viện này đã dừng hoạt động từ năm 2012 nên khung cảnh bên ngoài khá là hoang tàn. Mình sẽ chạy xe theo bảng chỉ dẫn tới khu vực để xe cho đoàn gần với base camp nằm ở phía sau building. Đó, mọi người thấy cái bảng hiệu của bệnh viện nằm ở phía bên phải này nhìn đổ nát thấy ghê không? Và trước mặt mọi người là khu vực base camp với trailer làm việc của các tổ như sản xuất, phục trang, hóa trang và trailer riêng của các diễn viên. Sau khi lấy đồ ăn sáng, mình sẽ cho mọi người tham quan cái base camp một chút nha. Ở đằng xa bên trái là cái honey wagon là nhà vệ sinh di động cho đoàn và bên phải là văn phòng của tổ sản xuất. Làm việc trong văn phòng này thường có các vị trí như producer, unit production manager, production coordinator, second AD có nghĩa là second assistant director và các office production assistant. Cái mình đang cầm gọi là size gồm có call sheet là lịch trình chi tiết trong ngày và các trang kịch bản sẽ được quay trong ngày hôm đó. Còn đây là bên trong trailer của tổ phục trang. Đây là nơi mà họ sẽ sắp xếp, giặt giũ và bảo quản trang phục cho phim. Họ thường làm việc rất tất bật vào đầu ngày để chuẩn bị quần áo sẵn sàng cho diễn viên, và cuối ngày họ cũng bận rộn không kém để mà giặt giũ và làm sạch các trang phục trước ngày quay tiếp theo. Như mọi người có thể thấy là các trang phục ở đây được phân loại rất là rõ ràng với bảng tên của mỗi nhân vật và giữa các diễn viên chính với các diễn viên quần chúng. Hello and welcome to the makeup trailer. This is what we do on a major feature film. As a department head, a lot of my skills include mopping up puddles of water that have come in from the leaky trailer. And making fake skin. Mọi người cũng vừa nghe lời giới thiệu dí dỏm của Alex, tổ trưởng tổ makeup, thì đây là bên trong trailer của tổ hóa trang. Do hôm nay trời mưa và trailer của họ bị dột nên mọi người đang phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Giờ thì mình đang đi vào set. Theo lịch thì hôm nay mình sẽ quay ở lầu 2. Mọi người có thể thấy là bên trong building nhìn khá là creepy đúng không? Nhiều khu vực đã được phong tỏa và có các dải băng phân cách, ví dụ như thang máy nè, để đảm bảo an toàn cho đoàn và tránh tình trạng mọi người đi lung tung và bị lạc. Đây là khu vực Video Village, là chỗ làm việc của mình. Còn đây là đoàn đang set up camera và đèn cho một cảnh quay. Sorry mọi người là trong ngày công việc của mình cũng khá căng nên mình không quay thêm được gì nhiều và cũng phải đảm bảo không lộ nhiều chi tiết của phim ra ngoài. Cận cảnh góc làm việc của mình với một màn hình và một iPad với phần mềm mà mình dùng để giám sát kịch bản. Sau 6 tiếng quay thì đoàn sẽ nghỉ ăn trưa. Đây là khu vực catering. Bên sản xuất phải đảm bảo là mọi người trong đoàn có đúng 30 phút đã ăn, nên 30 phút đó thực ra được tính từ lúc người cuối cùng trong hàng lấy đồ ăn xong. Đây là Hobby, tổ mỹ thuật, bạn ăn trưa của mình trong show này.
Đây là khu vực crafty, nghĩa là khu vực ăn vặt của đoàn. Catering cung cấp các bữa ăn chính như ăn sáng, ăn trưa, có khi ăn chiều. Còn crafty sẽ có mặt từ đầu tới cuối ngày quay để đảm bảo đoàn luôn có cà phê, nước uống và các loại snack để bổ sung năng lượng. Thường ăn trưa xong thì mình sẽ luôn làm một ly cà phê để sẵn sàng cho nửa còn lại của ngày quay. Hiện giờ thì là mình đang trên đường về. Hôm nay là ngày thứ 6, thành ra là ngày mai là mình sẽ được nghỉ. Hôm nay là cũng là khá bận rộn đó. Công việc của mình á, typical một cái ngày làm của mình á là sau khi quay á, nói chung là một ngày quay thì thường là 12 tiếng, là 12 tiếng quay. Quay vào mình vào rồi mình sẽ quay 6 tiếng. Tới đúng 6 tiếng là mình sẽ ra mình ăn trưa. Thì ăn trưa khoảng 30 phút. Rồi sau đó là mình sẽ vào lại và mình quay khoảng 6 tiếng nữa. Thì một ngày quay trung bình đó là 12 tiếng quay, nửa tiếng ăn là 12:30. Đó thì có những ngày mình sẽ quay overtime, nhưng mà hôm nay thì mình chỉ quay đúng giờ thôi. Nhưng mà sau khi mà wrap á, người đóng máy mỗi ngày á, thì mình sẽ phải về nhà, mình sẽ phải tổng hợp lại tất cả những cái giấy tờ của mình, những cái report trong ngày để báo cáo lại với lại đoàn, với production là hôm nay mình đã quay những cảnh gì, mình đã quay bao nhiêu góc máy, mình tiến độ mình như thế nào. Production thì họ sẽ track cái tiến độ, còn bên editorial á, nghĩa là bên dựng á, thì họ sẽ nhận cái report của mình để mà họ organize cái sắp xếp cái lượng file mỗi ngày mà mình đã quay đó. Thì bây giờ mình đang lái xe về, một tiếng đồng hồ mình sẽ mình sẽ làm việc ở nhà thêm một tiếng nữa. Nó thì nói chung một ngày làm việc của mình đó là nó sẽ từ ít nhất nha 13 tiếng, còn nhiều là 13-14 tiếng. Mỗi sáng là mình sẽ dành khoảng một tiếng để mà mình chuẩn bị cho những cái cảnh quay ngày hôm đó, để mình đọc kịch bản rồi mình đánh dấu những cái điểm gì mà cần lưu ý ở trong cái ngày quay hôm đó, để mà lúc mình tới mà trong quá trình quay á thì là mình sẽ sẵn sàng. Tại vì nếu mình không có suy nghĩ trước, không chuẩn bị trước á, thì tới lúc mình quay á là bị gấp á, bị áp lực á, mình sẽ, mặc dù là mình có cái breakdown, mình có cái nốt để mình đã chuẩn bị sẵn là từ trước khi bắt đầu quay rồi, nhưng mà mỗi ngày mình dựa vào cái lịch quay chi tiết của mỗi ngày, và cái mình sẽ có những cái nốt, hay là mình sẽ có những câu hỏi mà tới lúc mỗi cảnh á, mình sẽ hỏi, mình sẽ confirm lại với đạo diễn. Thì thường là mỗi ngày á là mình, đầu ngày là mình sẽ dành một tiếng đồng hồ mình làm việc trước ở nhà, và sau đó là mình sẽ lái xe tới set quay, xong rồi quay 12-13 tiếng gì đó, xong về mình sẽ dành một tiếng. Thì lúc một ngày mình quay nhiều góc máy rồi quay phức tạp rồi nọ, thì có thể là mình dành 2 tiếng đồng hồ ở nhà đó để mà tổng hợp giấy tờ report của mình trước để mà gửi lại đó. Rồi đó là chưa kể thời gian travel, nghĩa là lái xe về các kiểu đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng đi làm với mình ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người đã enjoy những cái thông tin mà mình có trong video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nếu mà mọi người thích thì hãy like và subscribe để mình có